Theo giáo lý Phật giáo, lời nói có sức mạnh lớn và có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc sống của chúng ta và của những người xung quanh. Dưới đây là những giảng quấn về lời nói từ Phật Đản Sanh. Lời nói thật, Phật dạy rằng chúng ta không nên nói dối trái với sự thật. Lời nói thật là nền tảng của tình yêu và sự tin tưởng. Khi chúng ta nói thật, chúng ta giữ được sự trong sạch và đáng tin cậy. Lời nói thật giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác và mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Lời nói tử tế. Phật dạy rằng chúng ta nên sử dụng lời nói với lòng tử tế và nhân từ. Hãy thể hiện sự lắng nghe, thông cảm và lời khuyên đúng đắn trong lời nói của mình. Lời nói tử tế có thể làm dịu đi những khó khăn và xoa dịu những đau khổ trong lòng người khác. Lời nói không gây hại. Phật dạy rằng chúng ta nên tránh nói những lời gây tổn thương và đau đớn cho người khác. Lời nói có thể là một loại vũ khí sắc bén gây tổn thương không chỉ đến người khác mà còn đến chính chúng ta. Hãy lựa chọn lời nói thông qua sàng lọc và suy nghĩ cẩn thận để tránh gieo rắc sự hận thù và gây ra những hậu quả không mong muốn. Lời nói đúng lúc và đúng đắn. Phật dạy rằng chúng ta nên biết lựa chọn thời điểm và từ ngữ phù hợp khi nói chuyện. Hãy chú ý đến tình huống và ngữ cảnh để lựa chọn những lời nói phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Lời nói đúng lúc và đúng đắn có thể góp phần giải quyết xung đột, tạo nên sự hiểu biết và hòa thuận. 25 lời Phật dạy về việc ăn nói nên biết để tự răn dạy lấy mình và tránh khẩu nghiệp. Thứ nhất, nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. Thứ hai, việc chưa xảy ra không nên nói linh tinh. Thứ ba, nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình thì người khác cũng như thế. Vậy tại sao ta lại nhục mạ họ? Thứ tư, một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay. Nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. Thứ năm, lời nói có sức mạnh vừa phá quỷ vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Thứ sáu, làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt cùng cực. Thứ bảy, ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng quyền rủa họ, tâm của bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hay nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Thứ tám, người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân khẩu ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. Thứ chín, hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay quả đều khiến đôi bên đau khổ. Thứ mười, đừng khẳng định về cách suy nghĩ của mình quá. Như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 11. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì phải khổ như vậy? 12. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 13. Nói chuyện phô trương. Cái bản thân có, người khác không hưởng nhờ. Cái bản thân có, không biết chừng, người khác còn có cái tốt hơn. 14. Nói chuyện nặng nề. Nhân sinh nhiều muộn phiền,
ai cũng muốn nhẹ nhõm, đừng khiến ai cảm thấy gánh nặng vì lời nói của mình. Không nói được lời hay, hãy lấy im lặng là vàng. 15. Đánh giá học vấn. Kiến thức mênh mông như biển, mà hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước. Sao tự nhận mình là biết hết mà đánh giá người khác? 16. Đánh giá gia đình. Gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau. Tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình. 17. Đánh giá đức hạnh. Mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn, hãy để tự mỗi người cảm nhận. 18. Đúng lý cũng không cần đoạn tận, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. 19. Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu chút đức khiêm hư cho mình. 20. Biết rõ về một người, không cần thiết phải tận nói. Hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. 21. Đừng bao giờ xét về gia cảnh của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn. 22. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác. Không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó. 23. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn. Nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân. 24. Việc của người khác nên cẩn thận khi nói. 25. Có công không cần đòi hỏi tận cùng. Hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống. Đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình. Cuộc sống sẽ vui vẻ ý nghĩa hơn nếu như bạn biết bao dung, biết kiềm chế những cảm xúc lời nói tiêu cực của bản thân. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng thư thái, mỉm cười và trao những yêu thương chân thành đến với mọi người, những điều tốt đẹp ở phía trước vẫn luôn chờ đón bạn. Lời Phật dạy, những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con cái. Điều thứ nhất, từ bi hỷ xả là 4 chữ vàng mà bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng phải nhớ. Cha mẹ là nguồn cảm hứng và nguồn năng lượng cho con. Họ có trách nhiệm không chỉ dạy dỗ và hướng dẫn con đi trên con đường đúng đắn, mà còn cần tích phúc cho con để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc. Tích phúc cho con không chỉ đơn thuần là việc đưa cho con những tài sản vật chất, mà còn là việc truyền đạt cho con những giá trị tinh thần, lòng nhân hậu và sự biết ơn. Cha mẹ nên dạy con cách đặt lòng thành của mình vào những việc lành từ thiện và chia sẻ với những người xung quanh. Qua việc hỗ trợ xã hội và giúp đỡ những người khó khăn, con sẽ hiểu được ý nghĩa của sự rộng lượng và đem lại hạnh phúc cho cả người khác và cho chính mình. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần tích phúc cho con bằng cách truyền đạt cho con những giáo dục tốt nhất có thể. Họ nên khuyến khích và ủng hộ con phát triển các kỹ năng và tài năng cá nhân, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho sự học hỏi và khám phá. Tích phúc cho con cũng là tạo điều kiện thuận lợi để con có thể phát triển tiềm năng của mình và đạt được thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, cha mẹ nên tích phúc cho con bằng sự yêu thương và quan tâm không điều kiện. Họ cần dành thời gian chất lượng để dành cho con, lắng nghe và hiểu con, tạo ra một môi trường gia đình ấm cúng và an lành. Bằng cách này, con sẽ có niềm tin vào bản thân, cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ từ gia đình, và có động lực
để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Quy luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Khi bạn làm việc thiện, bạn sẽ gặt được những trái ngọt. Làm điều ác, gặt trái đắng là điều đương nhiên. Chính bởi vậy, ngay từ bây giờ, các bậc làm cha mẹ nên sống từ bi hỷ xả, nhân hậu, đối xử tốt với mọi người như chính bản thân mình. Có như vậy, đời đời kiếp kiếp sau, không chỉ bản thân được ăn quả ngọt, mà con cháu cũng được hưởng phúc từ những việc thiện mà mình làm. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con: khi nảy sinh tà dâm, đối xử với người khác bằng thái độ gian xảo, ác độc, thì hậu quả không chỉ bản thân người làm cha làm mẹ phải gánh chịu, mà còn ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của con cái. Nên nhớ rằng, lúc nào cũng chăm chăm ý định làm hại người khác, thì người ta chỉ chịu 3 phần, còn 7 phần là dành cho chính bạn đấy. Tu nhân tích đức chính là yếu tố phong thủy quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, giúp cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt. Đừng tự quỷ hoại bản thân và tương lai của thế hệ sau bởi một phút ích kỷ nhỏ nhen của bản thân. Điều thứ hai, cha mẹ cần biết tu khẩu để làm tấm gương cho con. Ông cha ta vẫn hay có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói đối với mỗi người. Cha mẹ không biết tu khẩu, không dạy con cái ăn nói đúng mực, chúng sẽ trở nên hỗn láo, ngổ ngược, càng lớn càng khó dạy bảo. Ác quả của khẩu nghiệp, bạn đã thấu chưa? Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất trong việc tu hành. Khẩu nghiệp là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành. Khẩu nghiệp là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo. Khẩu nghiệp là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc giảng sanh. Khẩu nghiệp khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng. Khẩu nghiệp khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hương thịnh. Khẩu nghiệp khiến cho chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Trong cuộc sống này cũng vậy. Nếu mong muốn mọi việc theo ý mình, ta phải học cách nhẫn nhịn, biết cân bằng giữa trái tim và lý trí. Lúc nào cũng để trái tim dẫn đường thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết cả. Vì thế nên biết giữ chừng mực trong mọi chuyện. Ngay cả khi đối đầu với kẻ thù, ta phải để cho tâm thanh tịnh, nhẫn nhịn và bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Hùng hổ lao vào mắng nhiếc chửi bới đối phương chỉ làm mất hình tượng của bạn mà thôi. Càng cho đi bao nhiêu, càng nhẫn nhịn bao nhiêu, ta lại càng nhận được về bấy nhiêu. Kết quả tốt sẽ đến với những cống hiến xứng đáng. Ác khẩu chính là một trong 4 điều bất thiện khiến con người nhận quả báo nặng nhất. Đó là giọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Những lời nói thiện cảm có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại, lời nói độc mồm độc miệng sẽ khiến cho người khác chịu tổn thương, đôi khi lại là con dao hai lưỡi, khiến cho bản thân người nói phải ăn năn hối hận cả một cuộc đời. Vì thế, bậc làm cha mẹ nên biết tu khẩu thường xuyên, tránh những lời nói thiếu thiện cảm để làm gương cho con cái noi theo. Điều thứ ba, cha mẹ nên biết kiềm chế cơn giận. Khi dạy con, cha mẹ nên lưu ý kiềm chế cơn giận của mình. Dạy con trong trạng thái bình tĩnh và điềm tĩnh sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập và phát triển tích cực hơn. Dưới đây là một số lời khuyên để cha mẹ kiềm chế cơn giận khi dạy con. Thứ nhất là thực hiện kiểm soát cảm xúc. Khi cảm thấy tức giận hay căng thẳng, hãy tìm cách
kiểm soát cảm xúc của mình trước khi tiếp tục dạy con. Thực hiện những kỹ thuật thở sâu, tập trung vào giải tỏa căng thẳng hoặc thả lỏng cơ thể để trở về với trạng thái bình tĩnh. Thứ hai là tìm thời gian để nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục dạy con. Khi cha mẹ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, việc dạy con sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thứ ba, sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng. Thay vì đáp trả bằng cơn giận, hãy sử dụng phương pháp giải quyết xung đột xây dựng, lắng nghe con và cố gắng hiểu quan điểm của con. Hãy thảo luận và tìm ra giải pháp chung mà cả hai đều đồng ý. Bằng cách này, con sẽ cảm thấy được tôn trọng và hợp tác, và quá trình học sẽ diễn ra một cách khẳng khái. Thứ tư là sử dụng lời nói và ngôn ngữ tích cực. Tránh sử dụng lời lẽ khó nghe hoặc lời lẽ tiêu cực khi dạy con. Thay vào đó, hãy sử dụng lời nói tích cực và khích lệ con. Khi con mắc sai lầm, hãy tập trung vào việc giúp con hiểu và sửa chữa thay vì chỉ trích hay đổ lỗi. Thứ năm, xây dựng một môi trường học tập thoải mái. Hãy tạo ra một môi trường học tập thoải mái và an lành cho con. Cuộc sống xô bồ, bon chen khiến cho chúng ta có những áp lực riêng, dồn nén lâu ngày dễ làm cho con người nổi giận. Khi tức giận, ta khó kiểm soát được bản thân, dễ có những hành vi không đúng mực. Lúc ấy, hãy luôn nhớ lời Phật dạy rằng tức giận chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất trên thế gian này. Khi chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, thì hậu quả không mong muốn sẽ thuộc về chính mình. Theo lời Phật dạy về những điều cha mẹ nên làm để tích phúc cho con, cha mẹ tức giận với con cái vô hình chung sẽ gây tổn thương tinh thần cho những đứa trẻ và tạo ra khoảng cách với chúng. Khi tức giận, cha mẹ có thể giận cá chém thớt, nói và hành động không hay, vì lúc đó cơn giận đang kiểm soát bản thân. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng, vì cả giận mất khôn, lời nói khi tức giận sẽ rất nặng nề, khi đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với con cái. Những lúc ấy, cha mẹ nên biết kiềm chế và im lặng khi tức giận là một sự khôn ngoan. Im lặng khi tức giận sẽ giúp cha mẹ tránh nói những điều không hay gây bất hòa với con cái. Đợi đến khi nguôi giận, hãy suy nghĩ một cách thấu đáo và giải quyết mọi chuyện một cách sáng suốt nhất. Hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Câu chuyện về lòng hiếu thảo. Ở Trung Quốc có một người gọi là Đổng Dĩnh, rất hiếu thảo với cha mẹ. Anh là người nghèo, trong khi đó hàng xóm của anh có tên là Dương Kỳ, là người giàu có. Bất chấp hoàn cảnh gia đình, mẹ của Đổng Dĩnh dù đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, mập mạp, tinh thần luôn vui vẻ. Gia đình Dương Kỳ tuy sung túc, ăn sung mặc sướng, nhưng mẹ của anh lại ốm yếu, bệnh hoạn, thường xuyên lo âu buồn khổ. Nhưng một ngày, cả hai cậu con trai đi vắng, mẹ của Dương Kỳ hỏi mẹ Đổng Dĩnh: "Bà cao tuổi lại nghèo như thế, cũng không có gì ngon để ăn, vậy tại sao bà mập như vậy?" Mẹ của Đổng Dĩnh từ tốn đáp: "Là vì con trai của tôi rất là hiếu thảo, nó không dám làm một việc gì xấu cả, lại rất thật thà, chăm chỉ. Tôi không có điều chi đau buồn về nó, lại rất hài lòng, tâm hồn thoải mái, thân thể khỏe mạnh. Tôi thích như vậy nên tôi mập được." Mẹ của Đổng Dĩnh hỏi lại: "Bà có tiền như thế ăn toàn là thứ ngon vật lạ, tại sao lại ốm như vậy? Bà ốm như cây sậy, có phải là bà bệnh gì hay không?" Mẹ của Dương Kỳ trả lời: "Có tiền ăn của ngon vật lạ là vậy, nhưng con trai tôi tính tình không thật thà, làm ăn phi pháp. Hôm nay phạm pháp, ngày mai cũng phạm pháp. Bà hôm nay bị sai nhà bắt tra hỏi, mai
lại có lệnh gọi của phủ đường gửi đến. Ngày nào cũng lo lắng vì nó, nên dù được ăn ngon cũng cảm thấy không vui. Từ sáng đến tối lúc nào cũng ưu sầu lo buồn, cho nên tôi ngày càng ốm đi, mập không nổi, đều là vì buồn bực chuyện này. Hiểu thế nào cho đúng về lòng hiếu thảo? Không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ, và rồi làm cha mẹ của con. Cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Lời Phật dạy về lòng hiếu thảo rằng: Này các tỳ kheo, những gia đình nào có con cái kính dưỡng cha mẹ thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận như ngang bằng với bậc đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường. Có thể nói đến đây, nhiều người tự nhắc nhở với bản thân rằng mình hiếu thảo với cha mẹ, nhưng không được bao lâu lại quên mất việc này. Đó cũng là vì chúng ta không hiểu đúng về lòng hiếu thảo. Thực ra là một người tốt có lợi cho thế giới cũng chính là hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu có bốn loại: có tiểu hiếu, đại hiếu, diện hiếu, cận hiếu. Tiểu hiếu là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể là một người hiếu quảng đại. Đại hiếu chính là hiếu quảng đại, hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chính. Hiếu thảo chân chính, đây gọi là hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhưng đại hiếu này còn chưa nói đến việc hiếu thảo chân chánh. Hiếu thảo chân chánh hay còn gọi là chân hiếu. Lòng hiếu này vượt ngoài bốn loại hiếu kia, nó là một loại hiếu chân chánh. Vì thế tưởng rằng Đức Thích Ca xuất gia làm trái lời phụ thân là bất hiếu, nhưng không phải. Dù bị nhốt ở trong cung, nhưng Ngài vẫn lén đi xuất gia tu hành. Ngài tu khổ hạnh 6 năm trên núi tuyết, rồi sau đó Ngài ngộ đạo thành Phật dưới cội cây Bồ Đề. Đây là sự hiếu thảo chân chánh. Cho nên sau khi Ngài thành Phật, Ngài lên cung trời thuyết pháp cho mẹ. Cận hiếu là làm việc có hiếu với cha mẹ hiện tại. Đi học cũng là phương pháp hiếu thảo với cha mẹ. Cận hiếu là hiếu thảo đời này. Cận hiếu cũng có thể nói là tiểu hiếu. Diễn hiếu là hiếu thảo muôn đời. Cha mẹ cho chúng ta thân thể này, không ai từ đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Vì thế một người dù mang thân phận gì, từ vua chúa cho đến thứ dân, từ người trí thức cho đến kẻ không được học hành, từ người sang đến kẻ hèn, nếu bất hiếu với cha mẹ thì không đủ tư cách làm người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Dù cha mẹ có xuất thân thấp hèn, cũng là người đã tạo ra mình, nuôi lớn mình bằng tình yêu, cho ta hình dáng như hiện tại. Nếu không có cha mẹ thì mình đâu có được ngày hôm nay. Thì có nhân vật sinh thành do điều kiện nào đó mà không nuôi nấng chăm sóc được mình, nhưng cái ân nghĩa của việc sinh ra thân này thì cũng đủ để mình mang ơn suốt đời. Có người vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà phải bỏ con mình, chứ thực ra thì không ai muốn. Và rồi những người con đó lớn lên thì oán trách cha mẹ, thì cái oán trách này cũng không đúng. Hãy quán chiếu cái ân tình của cha mẹ thuở ban đầu. Họ đã nên ân nên nghĩa với ta từ khi ta trú ngụ vào thai mẹ. Không ai có thể phủ nhận công ơn cha mẹ đã cho con dốc dáng hình hài, đã cho con cơ hội làm người mà không phải chúng sinh nào cũng dễ dàng có được. Vì thế không nên oán hận cha mẹ, không nên khinh rẻ bạc đãi cha mẹ. Phật giáo mỗi năm có một mùa Du Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của những bậc làm cha mẹ, để con cái tỏ lòng hiếu kính, cung dưỡng, tu phúc thay cho cha mẹ của mình. Nhưng không chỉ mỗi năm một lần,
Con người luôn có một lễ du lan trong tâm khảm, mùa mà ở đó việc báo hiếu cha mẹ được thực hiện hàng ngày hàng giờ như một lẽ tất nhiên. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất, cũng là cách dễ nhất. Lời Phật dạy về cách báo hiếu là những phương pháp, cách thể hiện lòng hiếu thảo cụ thể thiết thực. Bởi có những người lòng đầy yêu thương nhưng biểu hiện vụng về, không biết làm thế nào cho đúng. Mời các bạn hướng theo những điều sau đây. Thứ nhất, báo hiếu bằng lời nói và hành động. Tình yêu thương nếu chỉ giấu trong lòng thì không cha mẹ nào hưởng được. Hiếu đạo bằng lời nói dịu dàng và hành động lễ nghĩa mới chân chính là cách để cha mẹ cảm nhận và vui mừng. Nói đi đôi với làm. Con cái không chỉ nói yêu cha yêu mẹ mà còn phải dùng hành động để biến tình yêu đó thành hiện thực. Với những đấng sinh thành, không có niềm vui nào bằng niềm vui con cái trưởng thành, khôn lớn, hạnh phúc. Con lớn rồi sẽ hiểu lòng cha mẹ, biết thương quý cha mẹ, biết nói lời ân cần, biết quan tâm lúc cha mẹ khỏe mạnh hay đau yếu, biết ở bên cha mẹ mỗi lúc có thể. Thứ hai, báo hiếu khi tuổi nhỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lớn khôn, có điều kiện kinh tế mới có thể báo hiếu. Cha mẹ nuôi con không quản tháng ngày, không mong rằng sau này con lớn lên sẽ báo đáp công ơn. Nên đợi con lớn chỉ là muốn cho con đủ vững vàng để tự đối diện với cuộc sống mà thôi. Hiếu đạo bắt đầu từ nhỏ, từ việc học hành chăm ngoan, không để cha mẹ phiền lòng, từ việc thăm hỏi và vui chơi cùng cha mẹ. Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn, bởi thời gian trôi nhanh. Con muốn dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu thảo của con nữa. Thứ ba, báo hiếu khi trưởng thành. Phúc của một con người là nhìn thấy con cái có thể tự lập, có thể hạnh phúc, có thể tiếp nối dòng giống. Bởi vậy khi lớn lên, hiếu đạo được thể hiện bằng cách tích cực làm việc, chăm chỉ, cố gắng, nghiêm túc với việc lập gia đình và sống sao cho bố mẹ không phải muộn phiền. Và sống sao cho bố mẹ không phải buồn phiền. Những điều Phật dạy cách hiếu thảo với mẹ cha tưởng dễ mà khó. Có những việc ngỡ rất bình thường, song không phải ai cũng hiểu. Thứ tư, báo hiếu lúc cha mẹ sai. Báo hiếu không chỉ làm cha mẹ vui, mà còn phải sẵn sàng chỉ ra những sai lầm của người lớn. Đã là con người, ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có lúc không chín chắn. Con cái thấy cha mẹ sai, phải lựa lời, lựa thời điểm để khuyên nhủ, giúp cha mẹ đi đúng đường, không dung túng, chỉ vì đó là cha mẹ mình. Thứ năm, báo hiếu lúc cha mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, dòng tuần hoàn của cuộc đời không chừa một ai. Cha mẹ rồi sẽ già yếu, sẽ đau ốm. Đó là lúc cần sự chăm sóc yêu thương của con cái nhất. Là lúc nâng khăn sữa túi, đỡ đần cha mẹ như lúc họ chăm sóc mình còn thơ bé. Đạo hiếu chính là không nề hà hoàn cảnh, không ngại khó khăn, lúc nào cũng bên cha mẹ. Thứ sáu, báo hiếu lúc cha mẹ mất. Khi sống thì phụng dưỡng, chăm sóc, chia sẻ ân cần. Khi mất thì thờ phụng, cung kính, tưởng nhớ không thôi. Đó là đạo làm con. Lễ du lan báo hiếu hàng năm chính là một trong những nghi thức báo hiếu lúc cha mẹ mất, tích phúc, tích nghiệp, ngay cả khi cha mẹ đã lìa xa cõi đời, sinh ly tử biệt cũng không quên ân nghĩa sinh thành. Thứ bảy, báo hiếu đối với người con Phật. Với những người hướng Phật, cha mẹ còn sống là niềm vui không gì sánh bằng. Bởi có thể khuyên nhủ cha mẹ hồi hướng Phật Pháp, cùng tu dưỡng tích nghiệp lành để được siêu thoát. Dẫn dắt cha mẹ trên con đường của đạo, tiến gần hơn tới cảnh giới an lạc. Thứ tám, báo hiếu với đệ tử xuất gia. Người xuất gia theo Đức Phật chính là cảnh giới cao nhất của báo hiếu theo lời Phật dạy.
không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn báo hiếu chúng sinh. Bởi đó là phương pháp để giải thoát tất cả khỏi khổ đau, đầy ải, tìm ra con đường hướng tới cực lạc. Phật nói đến 6 tai họa của người đam mê cờ bạc. Một thời, Đức Phật du hóa tại thành Dương Xá, trong rừng Diêu Hà Mô, tức là rừng trúc, chỗ để nuôi sóc. Bây giờ trong thành Dương Xá có con của một vị cư sĩ tên là Thiền Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối trăng, khéo dạy, khéo quở rằng: Này Thiền Sanh, sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lại sáu phương rằng: Ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã chết, lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Đức Phật dạy rằng: Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết 6 điều phi đạo. 6 điều đó là gì? Một là với mọi chơi bời bài bạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Này con của vị cư sĩ, với kẻ chơi bời bài bạc nên biết có 6 tai họa. 6 tai họa đó là gì? Một là thắng thì sanh oán thù, hai là thua thì sanh xấu hổ, ba là mắc nợ thì ngủ không yên, bốn là khiến kẻ thù vui mừng, năm là khiến thân thuộc lo âu, sáu là nói giữa đám đông không ai tin dùng. Này con trai cư sĩ, người chơi bài bạc thì làm việc không kinh doanh được, làm việc không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có thì không thể có được, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. Dường như ai cũng biết đam mê cờ bạc là một thói hư tật xấu, nhưng để làm chủ bản thân, vượt lên sự cám dỗ của nó thì chẳng phải dễ dàng. Có vô số lời bao biện như là chơi để giải trí, tiêu khiển, mua vui hay thử tìm vận may, để rồi cuối cùng sa đà chìm đắm và không ít người chịu nhiều tổn thất. Thói xấu đam mê cờ bạc là một vấn đề nghiêm trọng mà nhiều người đang gặp phải. Đam mê cờ bạc không chỉ gây hại cho cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng đến gia đình, tình yêu, tài chính và sức khỏe. Đây là một thói quen có thể điều khiển và làm mất đi khả năng tự quyết của con người. Khi mắc phải thói xấu này, người ta thường bị cuốn vào dòng xoáy của sự nghiện ngập và mất kiểm soát. Đối với những người đam mê cờ bạc, việc đặt cược trở thành mục tiêu sống và điều kiện để trải nghiệm cảm xúc và hưng phấn. Họ đặt hy vọng vào việc chiến thắng lớn và tiền bạc để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế là cờ bạc không phải là một con đường để giải quyết vấn đề, mà chỉ là một cơn say đắm và tàn phá. Thói xấu đam mê cờ bạc không chỉ gây mất đi tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Người chơi cờ bạc thường gặp phải căng thẳng, lo lắng và không thể tập trung vào công việc hoặc gia đình. Họ trở nên khép kín, tự cô lập và mất đi sự tự tin. Đặc biệt, việc tiếp tục đặt cược, đánh mất tiền bạc và tích tụ nợ nần khiến cho họ rơi vào tình trạng tài chính khó khăn và gia đình tan vỡ. Để vượt qua thói xấu này, người ta cần nhận thức về tác động tiêu cực của cờ bạc đến cuộc sống gia đình. Quan trọng nhất là phải thừa nhận vấn đề và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Những biện pháp như tìm hiểu về tác động của cờ bạc, tham gia các nhóm hỗ trợ và tìm cách thay thế thú vui và sở thích khác có thể giúp người chơi thoát khỏi sự nghiện ngập và khôi phục lại khả năng tự quyết.
đồng thời cần thiết phải xây dựng một kế hoạch tài chính và quản lý tiền bạc một cách cẩn thận. Việc tạo ra một ngân sách rõ ràng và tuân thủ nó sẽ giúp ngăn chặn việc chi tiêu quá mức và tránh rơi vào tình trạng nợ nần. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm hỗ trợ tâm lý và tư vấn từ những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng rất quan trọng. Họ sẽ cung cấp kiến thức, hỗ trợ và kỹ năng cần thiết để người chơi có thể vượt qua thử thách và phục hồi khả năng tự quyết. Trên hết, việc thay đổi tư duy và quan điểm về cờ bạc là vô cùng cần thiết. Người chơi cần nhìn nhận cờ bạc là một hình thức giải trí không bền vững và không mang lại lợi ích thiết thực. Họ cần phải thay đổi suy nghĩ và tập trung vào những hoạt động tích cực và mang ý nghĩa khác, như tham gia vào các hoạt động xã hội, tìm hiểu và phát triển sở thích mới, đầu tư vào sự nghiệp và tương tác với những người yêu thương. Quyết tâm và kiên nhẫn là yếu tố quan trọng trong việc vượt qua thói xấu đam mê cờ bạc. Việc thay đổi không xảy ra một đêm mà là một quá trình dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn, tự chủ và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự chăm chỉ, mọi người có thể vượt qua thử thách này và khôi phục lại khả năng tự quyết, mang lại sự tự do và sự thành công trong cuộc sống. Đức Phật đã chỉ rõ có đến 6 tai họa của đam mê cờ bạc. Một là, nếu thắng thì xin oán thù. Người thắng càng hả hê, vui vẻ bao nhiêu, thì người thua càng cay cú, đau khổ bấy nhiêu. Sự oán thù cũng từ đây mà lưu xuất. Thứ hai là, nếu thua thì xin xấu hổ, nhục nhã. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, người chiến thắng. Trong các cuộc tỷ thí, so tài, kết quả sau cùng sẽ nói lên tất cả. Người thua đã mất tiền, còn thua trí nên nhục nhã. Thứ ba là, mắc nợ thì ngủ không yên. Hầu như con bạc nào cũng từng mắc nợ, cầm cố đồ đạc, vì thắng ít mà thua nhiều. Đã mắc nợ thì tìm cách gỡ, càng cố gỡ thì càng bị lún sâu. Mất ngủ, bất an, cay cú vì nợ nần chồng chất là cái giá của đam mê cờ bạc. Bốn là, khiến kẻ thù vui mừng. Một khi ta đã trắng tay, nợ nần trong ngoài đều sơ sát, tàn tạ, thì kẻ thù sẽ vô cùng hả dạ. Thứ năm là, khiến cho thân thuộc lo âu. Những ai có người thân xa đà vào bài bạc, bệnh bóng, đề đốm thì luôn thấp thỏm vì tai họa luôn chờ chực xảy đến cho người thân của mình. Thứ sáu là, nói ra lời gì cũng không có ai tin dùng. Tin sao được lời con bạc, vì họ chỉ biết hứa mà thôi. Một đôi lần còn tha thứ, chứ nhiều lần thì cần gạt bỏ ngoài tai, không thể tin được. Trong mùa lễ Tết, các trò đỏ đen lại có dịp rộ lên. Sáu tai họa của đam mê cờ bạc luôn chực chờ người đam mê đen đỏ. Vì thế, chúng ta cần tỉnh giác để không vì giải trí, mua vui mà đi quá đà. Phật tử nói không với mọi loại hình đỏ đen cờ bạc chính là thể hiện lối sống văn minh an toàn theo chánh đạo. Mười điều đại gia hay kẻ bần cùng cũng phải chấp nhận. Thứ nhất đó là thất bại. Chấp nhận một sự thật rằng thất bại không loại trừ một ai, và những người thành công là những người thất bại nhiều nhất. Chỉ khi bạn dám thất bại mới thoát khỏi những nỗi sợ hãi đang dây quanh mình, mới mong rằng có được cuộc sống an nhiên. Nếu bạn không thực sự khởi động và nỗ lực trên đường đi, thì cũng không có điều gì bất ngờ gõ cửa nhà bạn được cả. Bạn thường nghĩ xem, người thành công và thất bại có khác gì nhau? Thực tế là không khác nhau nhiều như bạn nghĩ. Kết thúc một cuộc đua giành được giải nhất
Sau khi đón nhận niềm vui, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực tập luyện. Còn nếu thất bại ở cuộc đua, thì sau khi đối mặt với nỗi buồn, bạn vẫn phải tập luyện tiếp thôi. Vậy thì hãy bỏ qua mọi rào cản để tiếp tục hành động đầy nhiệt huyết, bất chấp thất bại hay là thành công. Thứ hai là không thể lựa chọn xuất thân. Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra. Có người sinh ra đã có cuộc sống nhung lụa, có người lại nghèo hèn, không chốn nương thân. Có trách cứ số phận cũng không được gì, thì tại sao không học cách chấp nhận? Nếu không thay đổi được hướng gió thì hãy điều khiển cánh buồm. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này đó là thay đổi chính bản thân mình. Trong cuộc sống, không ai có thể tự lựa chọn xuất thân của mình. Chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện riêng, một bước đường khác nhau và một tầm nhìn riêng về cuộc sống. Xuất thân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cơ hội và điều kiện khởi đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên bị giới hạn bởi xuất thân của mình. Đó chỉ là một phần trong cuộc sống, và những quyết định và nỗ lực của chúng ta mới là yếu tố quyết định sự thành công. Ngay cả khi chúng ta không có quyền lựa chọn xuất thân, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định đường đi của mình. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, học hỏi và phát triển bản thân để vươn lên và đạt được thành công. Cái quan trọng là chúng ta không nên trách móc hay đổ lỗi cho xuất thân, mà hãy sử dụng nó làm động lực để vươn lên và chứng minh giá trị của bản thân. Cuộc sống không công bằng và không đồng nhất, nhưng đó cũng là điều làm cho nó thú vị và đáng giá. Bằng việc chấp nhận và khám phá những điểm mạnh trong bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ rào cản nào và tạo ra những kết quả tốt đẹp. Không thể lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta luôn có quyền tự quyết định con đường mà chúng ta muốn đi và tạo nên tương lai của chính mình. Thứ ba là sự cô đơn không ai hiểu thấu. Dù bạn nghèo khó hay là giàu sang, đang tràn ngập niềm vui hay là chìm trong nỗi buồn, thì cứ là con người thì ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn không ai thấu hiểu. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, cảm giác cô đơn này luôn ngự trị trong mỗi chúng ta. Đó là cảm xúc tất yếu để thôi thúc chính mình đi tìm bản ngã, ý nghĩa chân thực của đời người. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý đau đớn khi chúng ta cảm thấy không có ai hiểu thấu. Dù có sống trong đám đông đông đúc, nhưng lòng cảm thấy trống rỗng và cô đơn không thể tan đi. Có những suy nghĩ, cảm xúc và trăn trở mà không thể chia sẻ hoàn toàn với ai khác. Cô đơn không chỉ là sự thiếu vắng sự hiện diện của người khác, mà còn là sự thiếu đi sự kết nối tình cảm và sự thấu hiểu sâu sắc. Chúng ta có thể đứng giữa đám đông nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, vì không ai thực sự hiểu được những khó khăn, sự đau đớn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không gục ngã trước sự cô đơn. Chúng ta có thể tìm sự đồng viên và cảm thông trong những nguồn năng lượng tích cực khác như nghệ thuật, âm nhạc, viết lách hay thậm chí là trong sự trầm lặng của chính bản thân mình. Cô đơn cũng có thể là một cơ hội để tự tìm hiểu, khám phá bản thân và nuôi dưỡng trái tim của chúng ta. Hãy nhớ rằng, không ai có thể hiểu hoàn toàn con người ta. Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được sự kết nối thực sự và tìm thấy người hiểu chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ, tìm kiếm những người đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình. Bằng cách làm điều đó, chúng ta có thể đánh bại sự cô đơn và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ tư là
người rời xa bạn. Khi người ta đã muốn bỏ bạn mà đi, tức là cánh cửa vừa được khép lại, cũng là lúc cánh cửa mới mở ra. Đây thực sự là cơ hội để cho cả hai được gặp những con người mới. Gặp nhau vì cái duyên, và họ rời xa bạn cũng vì cái duyên, thì có níu kéo cũng không được gì. Buông tay họ ra, để cả hai cùng có con đường tốt hơn để đi. Người buồn ở đây không phải là bạn, mà chính là họ, vì đã không may mắn có được bạn. Vì thế cần gì chúng ta phải cố gắng thay đổi sự thật này, mà hãy cứ chấp nhận và bước tiếp. Thứ năm là thời gian sẽ trôi qua. Theo dòng chảy của cuộc sống, dù niềm vui hay nỗi buồn rồi cũng sẽ dần trôi đi. Vì thế hãy chấp nhận sự đổi thay như là điều tất yếu. Nhiều người cố gắng níu kéo tuổi xuân và làm mọi cách để trông mình trẻ hơn. Tuy nhiên, họ nên chấp nhận thực tế rằng ở mỗi lứa tuổi của chúng ta đều có một nét đẹp riêng. Dù bạn giàu hay nghèo khó, thời gian đều công bằng với mọi người. Quan trọng là bạn dùng từng phút từng giờ của bạn để làm gì mà thôi. Hãy thôi tìm cách níu giữ thời gian, mà thay vào đó, hãy làm cho từng giây từng phút của bạn sống phải thực sự có ý nghĩa. Thứ sáu là cuộc sống không công bằng. Cuộc sống này vốn dĩ không có gì là công bằng, vì như thế nó mới là mục tiêu mà chúng ta mong muốn tìm đến. Hãy thử nhìn lại cơ thể bạn xem, có gì là hoàn toàn cân đối không? Hay là tay này nọ hơn tay kia, hai chân cũng không đều nhau, và một mắt to, một mắt nhỏ? Vậy nên hãy chấp nhận sự không hoàn hảo trong thế giới này, để chúng ta tập trung vào việc tùy cơ mà ứng biến. Cuộc sống không công bằng, đó là một sự thật không thể phủ nhận rằng mọi người sinh ra với điều kiện khác nhau, cơ hội khác nhau và khả năng cũng khác nhau. Một số người được sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng mọi tiện nghi, trong khi người khác thì phải đối mặt với khó khăn và nghịch cảnh. Sự không công bằng cũng tồn tại trong việc phân phối tài nguyên xã hội. Một số người có được giáo dục tốt, công việc tốt và cơ hội phát triển, trong khi người khác lại phải đấu tranh với nghèo đói, thiếu hụt và cảm giác bị đánh đồng. Các yếu tố xã hội như tôn giáo, tộc người và giới tính cũng có thể tạo ra sự không công bằng và định kiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên gục ngã trước sự không công bằng. Thay vì cảm thấy bất lực và oán trách, chúng ta có thể tập trung vào những điều chúng ta có thể làm để thay đổi tình hình. Chúng ta có thể nỗ lực học hỏi, phát triển kỹ năng và tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đóng góp vào xã hội để làm cho cuộc sống công bằng hơn, bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội, đấu tranh cho những quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi và tiến bộ. Dù cuộc sống không công bằng, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị đánh bại bởi nó. Chúng ta có thể tự quyết định cách chúng ta đối mặt với thách thức và tạo ra sự khác biệt. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc đấu tranh và xây dựng cuộc sống của chính mình. Thứ bảy đó là lãng quên. Ngay cả những việc tưởng như không thể quên, cuối cùng rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng. Vết bụi thời gian sẽ dần làm mờ đi tất cả. Cuộc sống gì có kỷ niệm nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ sống an nhiên, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vui với hiện tại là điều nên làm nhất. Lãng quên là một khía cạnh đáng buồn trong cuộc sống. Chúng ta có thể lãng quên những kỷ niệm, những người thân yêu,
những điều quan trọng trong quá trình đi qua cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy mất mát và cô đơn vì không thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, lãng quên cũng có thể là một phần tự nhiên của sự tiến xa. Đôi khi, chúng ta phải để những ký ức cũ trôi đi để tạo không gian cho những trải nghiệm mới. Lãng quên cũng là một cách để chúng ta giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng quá khứ và tập trung vào hiện tại và tương lai. Dù cho lãng quên có thể là đau đớn, chúng ta có thể học cách chấp nhận và tiếp tục đi tiếp. Chúng ta có thể tìm cách tạo ra những kỷ niệm mới, xây dựng lại mối quan hệ và tận hưởng những thứ đang xảy ra chung quanh mình. Đôi khi việc lãng quên là một cơ hội để bắt đầu lại và định hình lại cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có lãng quên một phần nào đó, điều quan trọng là giữ vững giá trị và nguyên tắc của bản thân. Lãng quên không định hình toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mà chỉ là một phần trong hành trình của chúng ta mà thôi. Quan trọng hơn cả là chúng ta không nên lãng quên bản thân và những giá trị đích thực mà chúng ta đang mang trong lòng. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một hành trình dài và lãng quên chỉ là một phần của nó thôi. Hãy trân trọng những gì đang diễn ra và tìm cách tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Thứ tám là mọi điều không diễn ra theo kế hoạch. Bạn đã bao nhiêu lần lập kế hoạch nhưng nhận thấy chúng đều không thể diễn ra 100% như bạn đã dự đoán? Cuộc sống này biến đổi khôn lường. Vì thế, cho dù bạn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nhưng nó vẫn tuân theo quy luật không hoàn hảo của vũ trụ này, nên sai sót vẫn có thể xảy ra. Hãy chấp nhận thực tế này, và chúng ta liên tục phải sửa đổi, cải tiến cho mọi thứ tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, phải hiểu ra rằng luôn có những giải pháp tốt hơn cách bạn đang làm. Thứ chín là người khác cười nhạo. Chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, nên cách tư duy của họ làm sao mà giống mình được. Họ cười nhạo vì chúng ta khác họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nói là việc của họ, còn nghe hay không phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Vì thế, cứ mỉm cười khi đối mặt với tất cả điều này. Khi bị người khác cười nhạo, cảm giác tổn thương và bất lực thường xuyên tràn đến trong tâm hồn. Những lời chế giễu và sự coi thường từ người khác có thể làm giảm tự tin và gây đau đớn cho con tim. Những tiếng cười truyền qua không gian như mũi tên đâm thẳng vào lòng, làm cho chúng ta cảm thấy bất an và tự hỏi về giá trị của bản thân. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta không nên để cho những lời chê bai và sự cười nhạo của người khác xác định giá trị của mình. Chúng ta đáng được tôn trọng và coi trọng vì những đặc điểm và phẩm chất riêng mà chúng ta đang mang trong mình. Đừng để người khác làm mất đi niềm tin vào bản thân. Thay vì đáp trả bằng cách trả đũa hay cay độc, hãy chọn đối mặt với sự cười nhạo bằng sự tự tin và khẳng định bản thân. Chúng ta có thể đánh lừa sự cười nhạo bằng cách chứng minh rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nó. Hãy tập trung vào những mục tiêu của bản thân, phát triển kỹ năng và đạt được những thành công mà chúng ta muốn. Hơn nữa, hãy tìm sự hỗ trợ và gắn kết với những người có cùng tư duy và giá trị. Họ sẽ là người đồng hành, người ủng hộ và khuyến khích chúng ta khi chúng ta cảm thấy yếu đuối. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và biết rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc sống này. Cuối cùng, hãy nhớ rằng người khác chỉ có quyền đem lời chế giễu và cười nhạo khi chúng ta cho phép. Đừng để sự cười nhạo của người khác
chi phối cuộc sống của bạn. Hãy tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Thứ 10 là không tránh khỏi cái chết. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là cái chết. Cuộc sống vẫn luôn vận hành không ngừng, vì thế nay sống mai thác cũng là điều không thể tránh khỏi theo quy luật của tự nhiên. Thay vì ngồi nghĩ về kết quả tồi tệ, thì chúng ta có thể chọn thái độ khác bằng cách loại bỏ nó ra khỏi đầu để có cuộc sống an nhiên, thanh thản. Nếu còn tồn tại trên đời này, thì hãy để những giây phút được sống thực sự có ý nghĩa bạn nhé. Chúng ta không thể tránh khỏi cái chết, một sự thật tàn nhẫn và không thể tránh được trong cuộc sống này. Dù ta có cố gắng hết sức để bảo vệ sức khỏe và đối mặt với những nguy hiểm, cuối cùng chúng ta đều phải đối diện với sự chấm dứt của cuộc sống. Cái chết không chỉ là một sự kết thúc, mà còn là một phần của trò chơi tự nhiên. Nó là một dòng xoáy của sự sống và sự tàn phá, mang theo sự khắc nghiệt và không thương tiếc. Dù chúng ta có sợ hãi hay không, chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng trong sự tàn bạo đó, có một sự đẹp và quý giá. Cái chết là một lời nhắc nhở về tính ngắn ngủi của cuộc sống, khuyến khích chúng ta sống đúng mục đích và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là quà tặng và chúng ta cần sống một cách đầy đủ và có ý nghĩa. Cái chết cũng đưa ra câu hỏi về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh được sự chấm dứt, nhưng chúng ta có thể xác định được những giá trị và mục tiêu của chúng ta trong suốt thời gian chúng ta có trên trái đất này. Chúng ta có thể xây dựng những đóng góp ý nghĩa để lại di sản và ảnh hưởng tích cực cho thế hệ sau. Với sự chấp nhận về cái chết, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý thức và tỉnh thức hơn. Chúng ta có thể trân trọng mọi phút giây, yêu thương và trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có thể đối mặt với sự chấm dứt với lòng bình tĩnh và sẵn lòng tiếp nhận sự khác biệt. Hãy sống mỗi ngày của cuộc đời mình một cách đầy đủ và không hối tiếc, biết rằng cái chết là một phần của hành trình này.